Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Như vậy thì Kim Nhung xin mời ông nhận định tổng quát những cái biến động trong suốt tháng vừa qua trước khi chúng ta đề cập đến phần chi tiết. Kế mời ông. À, đúng thế. Hiện nay chúng ta tại Hoa Kỳ trải qua một cái giai đoạn mà có thể nói là nó gây uh, rất nhiều có, có nhiều lý do và gây ra rất nhiều hậu quả không có tốt đẹp mấy đây là một cái sự biến chuyển có thể nói là uh, dùng cái danh từ gọi là khoa học một chút là sống địa chấn đó nó làm lung lay cái nền tảng của xã hội và từ cái sự lung lay đó gây đi đến những cái rạn nứt trong xã hội trong cách mình cư xử với nhau và trong cái cách mình hành xử cái vấn đề quyền À, công dân và cái vấn đề đời sống chính trị nói chung. Thì cái vấn đề mà nó có thể nói là nó làm cho cái 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 cái, cái sự kiện nó có cái sự bùng nổ trong xã hội đó là cái sự phân biệt chủng tộc racism. Thì cái chuyện này không phải là cái chuyện mới. Nó có nó bắt nguồn từ lần đầu mà người dân Anh định cư tại một cái thành phố tên là Jamestown của tiểu bang Virginia năm 1607. Rồi từ đó họ tự cho họ có những cái quyền hạn mà những dân địa phương những cái bộ lạc sống uh, tại cái vùng đó lúc đó không được. Thì trải qua mấy trăm năm uh, của Hoa Kỳ đó, cái vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn ngấm ngầm và chỉ cần một cái tia lửa là nó bùng nổ lên. thành hiện nay chúng ta đã thấy cái sự cái tia lửa từ cái chết của ông George Floyd mà nó lan tràn càng ngày càng mà nó biến thể nghĩa là đủ thứ từ cái vấn đề cướp bóc đó là đập phá về cho đến cái phong trào đòi đổi tên này đổi tên nọ rồi đập phá những cái tượng có tính cách lịch sử đó là những cái rạn nứt của xã hội mà tôi nói đến và những rạn nứt đó có thể càng ngày nó càng nới rộng cái hố sâu giữa nhiều cái giai tầng xã hội Hoa Kỳ thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề ra là rất là quan trọng và cái vấn đề thứ quan trọng thứ 2 là cái sự trỗi dậy của Covid-19. Đó là một cái điểm nguy cho không những cái gọi là cuộc sống đời sống mạng sống của người dân Hoa Kỳ là tại vì cho đến giờ này có nhiều rất nhiều tiểu bang trong số đó cái vụ truyền nhiễm một ngày nó lên tới gần 40.000, cái đó là cái rất là kinh khủng lần chót mà chúng ta thấy cái số uh, mà mà vụ uh, trường dũng cao là vào cỡ 24 tháng 4 vừa vừa qua thì đó là một cái sự kiện cũng như là tại uh, những cái, cái cái sự trổ dậy đó ở Florida, ở Texas, Arizona, uh, South Carolina chẳng hạn nó sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng cho uh, là, là sự vãn hồi kinh tế của Hoa Kỳ. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.